Mọi người thấy mình chia sẻ màn hình chưa? Rồi, ok. Thì các bài tập về nhà mình cũng cho là làm cái trang home screen này, nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm gọi là cách mọi người code làm sao mà trước khi mình làm á, mình nên suy nghĩ những gì, mình làm những gì trước khi mình code. Chứ đừng có vô mình nhảy vô mình code liền luôn. Code liền thì nó ok, nó được đó, nhưng mà dẫn đến sau này mình khó chỉnh sửa, mình khó quản lý support của mình. Thì đầu tiên mọi người lên trên cái lecture lecture 4 nè, thì mình có tạo sẵn một cái bài tập layout housing nè, bấm vô đây tải về nè, bấm vô đây xong rồi bấm vô cái nút này, bấm vô cái phần mở trong cửa sổ mới nè, rồi nó tải về, nha. Trong này là có sẵn hình ảnh rồi, CSS rồi, HTML rồi đó, chỉ cần dùng thôi. Và mọi người tải nha, tải xong rồi chat lên đây xem coi ai tải được, ai chưa tải được nha. Ok, 2 phút tải. Cái link mình đây nè, cái link mình nè. Ai không tải được nói nha. Alo, sao á? Trong này anh tạo sẵn cái folder chứa hình với cái 2 file cho mọi người rồi. Đấy là mọi người khỏi khỏi mất công tạo á. Đúng rồi, trống trơn à, trống trơn à. Rồi ok. Có hình sẵn rồi á. Chỉ lấy ra xài thôi. Rồi tải đi mọi người. Ai xong rồi xíu cho mọi người tải cái. Alo nghe, ai hỏi gì à? Có link nào để em gửi cho. Đây, link này. Tự lấy hả? Tự lấy là tự... À hiểu rồi, cái link CD, cái CDN đúng không? Link CDN đúng không? Mình tự có phần awesome. À, link vào đúng không? Rồi hiểu hiểu hiểu. Thì bấm vô link CDN phần awesome 4 nè. Thì nó cho mình cái link nè, bấm vô đây. Rồi copy thôi. Vô trang chủ nó này nè, nó cho mình thấy không? Link thấy không? Đây. Ồ, phải cái này. Phím chữ CDN này. Biết có ai hay ồn nha, có tiếng xe hay ồn á. Link CDN. Nếu mọi người muốn tự lấy thì mọi người lên Google á, search là link CDN for motion 4. Nó có cho mình rất nhiều link luôn. Bấm thử một cái đi. Nè, setup phong quick CDN nào thấy không? Đó. Thì mình chọn cái CDN mình tải về. Đây, CDN đây, được chưa? Mình đưa vô thôi. Là xong. Rồi, ok. Có ai chưa tải được không? Alo mọi người, có ai chưa tải được không? Rồi ok, vô học nha. Rồi, thì cái housing này mình sẽ thấy là nó sẽ có một số phần sau. Rồi, đầu tiên là mình có một cái phần là gì? Phân tích nè, cũng là gì, đây là nó sao ta, những cái trang web mà về gọi là landing page á, những trang web mà giới thiệu một cái sản phẩm hay là kiểu như trang web của một công ty mà giới thiệu công ty mình có gì á, thì thường thường nó sẽ theo một cái format như vậy. Thứ nhất đó là một cái navigation bar hay còn gọi là một cái header. Thứ hai á là một cái carousel. Carousel là những cái gì mà người ta muốn thể hiện là à, cái đặc trưng tôi công ty, ví dụ như công ty tôi bán về những cái item cho thú cưng đi ha, kiểu như là thức ăn gì đi, nó sẽ show lên đây, thì những cái gì nổi bật công ty á, thì cái này cái tên gọi của nó là carousel đó. Cái carousel này á thì một lát mình sẽ chỉ các bạn cái hiệu ứng bấm nó chuyển qua những cái trang khác,
Thì bây giờ trước mắt mình tạo cái layout trước đi, còn cái việc bấm mình chuyển qua một lát mình sẽ chỉ, gần cuối giờ sẽ chỉ. Rồi cái thứ hai là about. About là gì? About thì thông thường á, cái about này sẽ là kiểu như cho người ta biết chúng tôi là ai, ví dụ như cái công ty mình làm ra để làm gì, phục vụ cho ai chẳng hạn. Rồi cái stat này có nghĩa là ví dụ như công ty chúng tôi trước giờ có bao nhiêu người tin dùng rồi, hoặc là có bao nhiêu project rồi, hoặc là phục vụ cho bao nhiêu người rồi, và có bao nhiêu món hàng chẳng hạn đó, chưa? Nó thống kê, một thống kê nhỏ nhỏ. Và cái blog là gì? Cái blog á có nghĩa là những cái bài viết liên quan đến công ty của mình. Ví dụ như là những cái có những công ty khác nó report công ty mình rất là tốt đi, thì sẽ có một cái blog bấm đèn lên một trang khác đó, được chưa? Và ok, cái tiếp theo là gì? Cái tiếp theo có thể là một cái video quảng cáo về công ty chẳng hạn đó, get more thông tin rồi, được chưa? Và tương tự cho ngoài là một cái portfolio. Portfolio này nó chỉ là một cái gallery thôi, một cái hình ảnh thôi. Cách làm này quá quen rồi đúng không? Cách này mình dùng Flexbox là xong rồi. Subscribe này là kiểu như là contact á, kiểu như là muốn liên hệ với công ty chúng tôi thì bạn liên hệ qua đâu. Thì đây thường sẽ một cái email đúng không, một cái email là một cái form. Rồi còn cái cuối cùng này thì thường là ví dụ như là nhân viên công ty có ai nổi bật nè thì mình đưa lên đây thôi đúng không, cái này rất là dễ làm rồi. Và một cái Google Map, một cái form cuối cùng, một cái footer, xong đó. Thì bây giờ mình phân tích cách làm trước nha. Thứ nhất, một bạn trong lớp mình giơ tay nói thử xem cái idea để mình làm cái header là như thế nào. Idea là sao? Idea là bây giờ mình có bao nhiêu cái deep, rồi cái deep nào chứa cái gì, deep nào chứa cái gì, rồi trong cái deep đó mình phải sử dụng thuộc tính gì để cho nó canh ngay bên chẳng hạn, rồi làm sao để có cái đường ánh trắng ở dưới này đó. Có ai suy nghĩ nói giùm mình cái ý tưởng làm cái header này không? Giờ biết thử người nha. Văn Công Tú đi. Tú nói đi Tú. Alo Tú. Thì giờ ai đi làm hay làm sao? Cái header đó. Đúng rồi, rồi. Mấy cái này, nó gọi là navigation item đúng không? Mấy cái item nhỏ đúng không? Bây giờ mình nói từ từ lớn vô nhỏ đi. Cái lớn nhất là cái gì? Mình có một cái gì chứa cái gì đó, nó từ lớn vô nhỏ. Sao? Ý tưởng gì không? Không có ý tưởng gì hả? Vì bạn nữ đi ha, nữ có hai bạn nè, bạn Vân với bạn Nguyệt à, hai bạn có ý tưởng gì không? Giờ gọi bạn Vân trước đi. Sao Vân? Alo Ellen Nguyễn. Im lặng rồi. Thôi rồi, mình nói luôn nha. Thì cái này mọi người nghĩ đơn giản nè. Thứ nhất là nó có một cục bên phải đúng không, và cục bên trái đúng không, chắc chắn chỗ này là hai cái deep đúng không, một cái deep chứa chữ housing và một cái deep chứa những cái chữ home, about, blog, được chưa? Thì hai cái deep này nó canh ngang như vậy thì chắc chắn phải dùng thuộc tính gì, display flex, được chưa? Và mình muốn nó canh qua hai bên thì mình phải là canh theo chiều gì, canh theo cái cột đúng không, canh theo cột là phải dùng justify content gì, space between, được chưa? Space between nó sẽ canh nội dung qua hai bên màn hình luôn đó. Rồi thứ hai là nó có một cái background của mình là màu đen, nhưng mà mọi người để ý thấy nè, nó có thể nhìn xuyên được của bên trong luôn. À thì cái thuộc tính gì mà để cho cái background của mình nó giảm màu đi, thì có một thuộc tính mà mình học đó là thuộc tính opacity. Opacity là độ trong suốt á, thì mình sẽ giảm cái opacity của cái background này xuống thì mình sẽ thấy được xuyên bên trong như vậy đó, được chưa? Rồi tiếp theo ở dưới là một cái gì, một cái carousel đúng không? Carousel này có background là một tấm hình đúng không? Thì background một tấm hình này thì mình có hai cách mình làm. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là mình làm bằng background image. Thứ hai là mình dùng một cái thẻ hình. Được chưa? Rồi idea chỗ này là gì? Là mình có một cái thẻ hình và mình có một cái div chứa cái nội dung chữ này, một cái chữ lớn một cái chữ nhỏ này, được chưa? Rồi làm sao để mình kéo nguyên cái div nội dung chữ nhỏ này lên trên đây? Thì mình dùng gì ta? Có phải là mình dùng position không? Đúng không?
mình như một thí sinh, xong rồi mình kéo lên top 50, Z 50 đó. Tương tự About này cũng vậy luôn. About này là một cái H1 nè, nguyên cái cục hình ngôi nhà, chìa khóa, cái hình đồng tiền này là ba cái đít đúng không? Nhưng mà muốn nằm ngang thì sao? Thì đít lấy flat thôi, ok chưa? Rồi tiếp theo là cái start này cũng flat luôn, cái block cũng flat luôn đó. Mọi người có thấy cái flat nó quan trọng không? Cái flat block là cái mà mình chỉ cần học, mình chỉ là cần làm cho nó nhuyễn thôi là mình làm được hết mấy cái thứ này luôn. Đó là lý do cái flat block nó quan trọng đó. Cái grid đó nha, thực chất á, những gì mà thằng grid này làm được nè là thằng flat block làm được, nhưng mà cái grid nó hơi nâng cao một xíu, nó hơi advanced xíu, nó hơi nâng cao. Cho nên bây giờ thời điểm này mọi người mình khuyên là nên xài flat block đi, cái grid á sau này mình sẽ dùng. Rồi giờ mình đi vô mình code nha. À, trong quá trình làm á, ok nghe nghe nghe. Rồi ok. À. Rồi. Rồi ok. Rồi. Thì giờ sẵn bạn hỏi thì hôm nay mình sẽ demo lại một lần nữa về cái Flexbox luôn. Bởi vì cái Flexbox là một cái mình nói rồi, nó là quan trọng. Nếu như nó quan trọng nhất đó, thì không hẳn. Ok thì giờ sẵn mình demo luôn nha. Rồi, bây giờ ý tưởng là mình có một cái box chứa ba cục nhỏ đi. Mình coi một cái này gọi là list đi ha. Mình sẽ nói lại sơ về cái Flexbox cho mọi người nghe. Một cái div item nhân 3. Được chưa? Rồi. Thì cũng có một số bạn vô lớp sau á cũng chưa biết được cái Flexbox là gì á, thì sẵn giờ mình nói luôn. Rồi, cái thằng bỏ qua đi, ignore đi. Rồi, cái thằng list này nè, mình cho nó một cái chiều cao là bằng 400 pixel đi. Mình cho nó cái background color là màu đỏ đi. Thằng item này mình cho nó là item 1, item 2, item 3 cho nó dễ nhìn ha. Một cái thẻ B. Một hai tầm hai và tầm ba. Rồi một nè, hai nè, ba nè. Rồi mỗi cái cục item này là một cái ô vuông, được chưa? Mỗi cái ô vuông có kích cỡ khác nhau. Ví dụ như mình cho cái thằng item một là một cái ô vuông có kích cỡ hai chiều là 40-40 đi, 40 pixel sò luôn. Rồi cái này background color cho nó là một cái màu 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 đen đi ha, black. Rồi cái chữ ở trong chữ màu trắng đi, màu trắng là white, được chưa? Rồi cái item 2 nè, item 2 thì mình cho nó kích cỡ khác, kích cỡ mình cho nó là 6 65 65 đi ha, nó khác xíu. 65 65. Rồi item 3. Item 3 là 80 80. Thôi 90 luôn đi. Chứ nó sẽ khác biệt. Rồi 90 90. Ok, lưu lại nha. Rồi, mọi người nhìn thử nè. Đây. Rồi đây nha, ủa của anh hơi gà gà mọi người, tắt mic đi mọi người, tắt mic đi. Rồi, ok thì bây giờ mọi người nhìn này nha, bây giờ hiện tại nó chưa có cái thằng thuộc tính flex đúng không, cho nên mình có ba cái clip nhỏ nè, cái clip item 1, item 2, item 3, thì ba cục này nó làm sao nằm một đường thẳng. Vì sao ta? Vì sao nó là một đường thẳng như vậy? Bởi vì mỗi cái clip này nếu như mọi người bóc F12 lên á, nè chuột phải vô đây nè, inspect như nè, rồi mình lấy cái con này nè, mình chọn vào đây, có phải mình thấy nè, đây mọi người bấm sổ nó ra nha, clip này nha, có phải là cái tầm 1 mình nó chiếm hết chiều ngang luôn không? Đây nè, hết chiều ngang luôn không?
đó, hết chiều ngang luôn, thấy chưa? Đó, item 2 chiếm chiều ngang nè, item 3 hết chiều ngang nè. Vì sao? Vì cái thẻ deep là một thẻ block cho nên nó chiếm hết chiều ngang luôn. Được chưa? Rồi, cho nên bây giờ mình muốn, thứ nhất là mình muốn nó nằm hàng ngang. Hàng ngang thì thằng cha của nó là thằng này phải gì mọi người? Phải display flex đúng không? Flex box. Rồi, ok, lên chiều ngang chưa? Lên rồi, được chưa? Bây giờ ví dụ mình muốn nó canh đều qua hai bên thì mình nó là canh theo trục dọc á, canh theo trục dọc á thì là dùng nè, canh theo trục dọc thì là dùng gì? Justify content. Thứ nhất, trục dọc thì nó có chỗ này, cái từ khóa justify content thì có ba cái từ khóa, ba giá trị mà mình cần phải nhớ. Nếu như giá trị mình dùng là center thì nó sẽ vô giữa như vậy, được chưa? Nó giữa như vậy. Thứ hai đó là giá trị space around. Space around á, có nghĩa chọn một thằng nằm ở giữa và hai những thằng còn lại nó sẽ chia đều qua hai bên, được chưa mọi người? Như thằng item 1 chứ nó canh qua hai bên trái, item 3 canh bên phải, được chưa? Rồi, một cái nữa là space between á, nó sẽ canh lấy bên trái bên phải làm gốc. Đó, item 1 kéo sát bên trái, item 2 bên phải, item 3 hai ở giữa, được chưa? Rồi. Rồi như bạn hỏi hồi nãy là bây giờ cái align item mới làm gì đúng không? Thì mặc định ban đầu á, align item nó sẽ có vật tính là flag star. Đây, flag star chưa? Rồi, nếu như ở chỗ này mình để flag end thì nó hiểu là gì? Có nghĩa là nó cho tất cả những cái thằng deep nhỏ ở trong nè đưa xuống dưới hết. End là ở dưới đúng không? Star là ở trên, được chưa? Thử lại star nè. Star là đó, lại trên cùng, được chưa? Rồi. Cái mình rất là hay xài là mình muốn canh giữa. Canh giữa là gì? Align tầm chỉ cần center thôi. Đó, nó canh giữa. Giờ bạn hiểu chưa? Bạn hiểu cái mình vừa làm gì chưa? Giờ inspector xem nào, thấy chưa? Mình rơi chuột vô đây. Đó. Nó canh theo gì? Đây, bây giờ mình bỏ cái tầm đi nè, thấy không? Đó, nó canh theo chiều ngang đúng không? Còn trước thì phải content nó canh chiều gì? Chiều dọc nè, thấy chưa? Thằng chiều ngang, thằng chiều dọc. Thì bởi vì lúc đó là bạn không dùng cái align tầm cho thằng cha, hiểu không? Những thằng con mà muốn nó dính thuộc tính align tầm và justify content thì phải có một thằng cha bao phủ nó. Chỗ này mình có gì? Một thằng cha, thằng lead. Con là gì? Item 1, item 2, item 3. Đó. Đó là khi nào mình dùng á. Rồi. Ra giữa luôn chứ, ví dụ nha. Thì lúc này nó chỉ hiểu là có thằng gì mình thử bỏ đi hết nha. Rồi. Đấy, ví dụ có item 1 đúng không? Nè, ví dụ có item 1 không nha. Chỗ này mình dùng space gì? Mình muốn ở giữa hết đúng không? Thì mình dùng gì? Center. Xong rồi nó ở giữa nè, chưa? Thằng lead chứ thằng con là item 1. Nó canh theo chiều trục dọc là center nè, trục ngang là center nè. Ví dụ bây giờ mình muốn nó ra giữa mà mình ở phía dưới nha thì flag gì? Flag end. Đó, đúng không? Bây giờ mình muốn nó ở góc phải màn hình luôn thì là gì? Thì chỗ là gì? Flag end luôn nè. Hiểu chưa mọi người? Bây giờ mình muốn nó ở góc trên màn hình mà bên phải là gì? Align tầm ok rồi vậy đi, có nghĩa là với cái thuộc tính là align tầm đó mọi người có thể di chuyển cho nó về các góc và ở giữa là đơn giản luôn á đó. Đó, ok rồi, muốn hiểu nha, thêm nữa lên đáp ấp đi bài school đọc đọc hết là hiểu, ok chứ Phúc? Có lộn bạn gì ta, quên tên nữa rồi. VH6 star hiểu chưa? Rồi ok. Rồi. Ok. Rồi mình xóa đi nha. Rồi, có ai hỏi gì cái những cái bài hôm trước mình chưa hiểu không? Các bạn nào hỏi có câu hỏi gì nữa không? Chưa hiểu về CSS nào hay là HTML nào hay là về Flexbox chưa hiểu không? Không chưa hiểu thì mọi người cứ hỏi nha. Hôm nay là buổi mình thực hành, mình làm bài tập thôi, không không bài mới đâu. Không có câu hỏi thì mình vô bài tập luôn, mình vô cái phần này luôn. Thì bây giờ mình sẽ lên một cái sườn trước và làm một số cái cho mọi người, rồi tới tầm khoảng 8 giờ 15 thì mọi người sẽ bắt tay vô làm nha. Rồi, đầu tiên thì cũng như thường lệ luôn.
Bây giờ mình muốn tạo một cái file này thì mình giới thiệu lại nha, những mình vô sau nè, bấm vô chấm than nè, tắt gần cái. Còn bạn nào mà muốn học thuộc á, tự có luôn cũng được, không thành vấn đề gì hết. Nhắc lại, phần head, thẻ head là thẻ chứa những cái mô tả về trang web của mình, cũng như là chỗ để mình link những cái mình cần dùng bên ngoài vô, được không? Phần body là những chỗ mà mình sẽ code, nó hiển thị lên màn hình của mình. Tất cả head và body được bỏ chung một thằng HTML. Thằng doctype nè, là nó nói gì? Là đây là một file HTML, được chưa? Rồi, ok. Rồi, trong này mình sẽ link cái title là gì? Cái title á là cái tên của trang web của mình, ví dụ như bạn để là hosting đúng không? Chỗ này title là hosting đúng không? Thì bên này nó là hosting này, được chưa? Hosting nè. Sorry, đây chính hosting nè. Đó, ví dụ như những cái chỗ là clip search đi ha. Cái title là gì? À là clip search nè, thấy chưa? Đó. Đó là cái title. Rồi. Đầu tiên là mình link cái phần form awesome lên nè. Đây là một cái link CDN nha. CDN có nghĩa là mình đang xài online trên mạng á. Cái thứ hai là Google Form. Google Form thì mình hôm bữa mình nói rồi, mọi người muốn dùng cái form nào thì bấm Google Form nè. Mình dùng bấm vô đây. Mình bấm đây một cái. Rồi, trong này nó sẽ cho mình rất là nhiều cái lựa chọn luôn. Form tiếng Ả Rập, tiếng Nhật, tất cả đều có hết. Mình chọn một cái mà mình cảm thấy cho mình là thấy đẹp. Mình chọn một cái nha. Ví dụ như mình chọn cái thằng Laura này đi ha, Laura này. Sau khi mọi người chọn xong thì nó sẽ cho mình những cái option là độ rộng bằng bao nhiêu, thì thường mình chọn những cái gọi là regular thôi, 400 nè. Rồi, chỗ này á thì nó cho mình hai option là link và import. Thì mình không có dùng cái import nha, mình dùng cái link này nè. Mình copy cái link này đúng không? Vô đâu? Vô cái phần head này được chưa? Phần head này được chưa? Copy hết vô đây. Rồi. Chỗ này có một cái gì? Cái form family đúng không? Thì copy cái cục này. Qua đâu? Qua file CSS. Đây, CSS đây. Đó. Mình bỏ đi này chưa? Mình đang dùng cái phần open sans á, nhưng mình không có dùng cái đó. Rồi ok. Thì đó là cách mình dùng cái form nha. Rồi, thì có rất nhiều bạn hôm bữa nhắn tin hỏi mình là cách mình dùng cái thằng form awesome sao. Tại bữa mình giảng chữa kỹ thì hôm nay mình nói lại một tí. Thứ nhất là sau khi bạn kiếm được cái form awesome rồi thì gán cái link nó vào đây. Sau đó mình lên cái trang clip search này nè. Mình chọn một cái tab thứ hai nè, mặc định ban đầu là cái tab này nha, cái tab on này nè. Mình chọn cái tab thứ hai nè. Rồi, chỗ này á thì nó rất nhiều loại font cho mình lấy luôn, nó có tới 1.000 mấy cái lận. Các bạn ví dụ như mình muốn search về cái quyển sách đúng không? Một cái quyển sách. Sẽ ra cái quyển sách này chưa? Rất nhiều loại luôn. Ví dụ như mình chọn cái mất rồi. Bấm bút đi ha, bút. Rồi bấm vô cái. Đó thì copy nè. Mình chỉ cần trên V luôn thôi. Là thử có chạy được chưa nha. Quyển sách đúng không? Đó, quyển sách được chưa? Rồi, khi mà mình sử dụng font awesome có một cái hay. Tại sao mình dùng font awesome mà mình không dùng cái khác? Đó là ví dụ như thẻ B này nó có một cái plus y đúng không? Bấm chữ. Rồi. Tại vì khi mình dùng font awesome á, mình sẽ dễ dàng thay đổi cái kích thước của nó. Ví dụ mình cho nó 80 pixel. Nó lớn hơn rồi chưa? Mình cho cái color của nó một cái màu khác đi. Cái màu này đi. Đó, mình rất là dễ dàng thay đổi những cái đó của nó luôn. Còn mình với việc mà dùng hình ảnh á thì mình chỉ thay đổi được cái chiều ngang và chiều rộng. Còn cái hình, còn cái color rất là khó thay đổi. Đó. Ok. Rồi, đó là cách sử dụng font awesome nha. Rồi cái thứ ba cần phải nhớ, muốn sử dụng CSS thì ở đây mình có hai file là index.cs và index.html. Mọi người muốn sử dụng cái file CSS thì mình phải link nó vô thì phải để trong thẻ link nè. Thẻ link là thẻ thẻ gì? Thẻ sale closing nha. Bữa sau chắc điểm có cái này nhớ học bài nha. Rồi mình sẽ hỏi thẻ nào là thẻ sale closing đó. Thì href này là một cái viết tắt là của gì? Hyperlink. Hyperlink reference. Ok. Thì mình điền cái đường dẫn vô đây. Rồi. Và bây giờ bắt tay vào mình code. Thứ nhất, mình phân tích nha. Mình có một cái lớn bao gồm hết cái này là nó gọi là thẻ header. Trong header này có một cái div chứa logo và một cái cục bên phải, được chưa? Chứa tag item. Rồi ok. Header nè. Rồi trong này mình nó có cái gì? Thứ nhất một cái div chứa logo đúng không? Trong cái logo này mình có thẻ chữ đúng không? Mình có một cái chữ thẻ B.
Rồi, chữ housing này có một khúc màu trắng và một khúc màu xanh. Thì chỗ này có một cái mẹo thì mình đặt cho nó là chữ house này riêng. Trong này có một cái span nữa mình đặt chữ in. Đó. Rồi. Khi mình làm bài á thì mình cố gắng mình suy nghĩ trong đầu cái structure của cái HTML trước, sau đó mình có HTML sau mình có CSS. Rồi, nhìn nè. Bên phải này có phải là có mấy cái item 1, 2, 3, 4, 5, 6 không? 6 cái item này nó là gọi là navigation item. Như vậy, thứ nhất mình để nó trong một cái thẻ div gọi là nav đúng không? Nhưng mà HTML5 á nó hỗ trợ cho mình một cái thẻ gọi là thẻ nav luôn. Mình nên dùng thẻ này nha, bởi vì nó hỗ trợ SEO. Đó, còn mình nhắc rất nhiều lần rồi. Trong nav này đúng không? Nó chứa gì? Mọi người nhìn nè. Có phải nó chứa 1, 2, 3, 4, 5, 6 không? 6 cái item này đúng không? Sẽ có một cái UL nè. Mấy cái LI? 6 cái LI đúng không? Thì bấm à, cách mình code nhanh nha, mình tại vì do mình phân tích xong đó, là mình có 6 cái LI thì mình bấm UL nè, xong tới LI. Trong LI có mấy thẻ con, có 6 thẻ LI con thì bấm nhân nhúc 6, tab ra cái thì nó sẽ ra như vậy, được chưa? Rồi, cái thứ hai á là cái chữ home của mình. Nó là một cái navigation cho nên sau này cứ phải là mọi người bấm vào nó chuyển qua trang khác không à, cho nên trong này phải một con thẻ A nữa, được chưa? Một thẻ A nữa, một cái thẻ A đó. Rồi để cho nó dễ dàng quản lý á, thì cái thẻ LI này nên có một class đúng không? Thì mình sẽ cho nó một cái class, mình sẽ làm lại. Ví dụ mình muốn LI này là class gì? Navigation item đúng không? Thì bấm LI nè, nhân 5 nè, chấm gì? Nát item nè, tắt ra cái đó là nhanh chóng được chưa mọi người? Thẻ A trong này luôn. Rồi giờ mình làm từ thôi ha, mình làm ở chỗ này nha, nhưng mà sẽ không kịp. UL nè, mấy thẻ LI, 6 thẻ LI giống LI nhân 6, được chưa? Mình muốn nó class gì á thì mình chấm cái nát nè, nát này là nát con đúng không, gọi là item đúng không, tắt ra cái được chưa? Vì nó là thẻ link và sau này bấm vô được cho nên có một thẻ A đó, A nè. Rồi mình điền vô home href bây giờ chưa có thì để là một cái dấu là có thăng thôi, thăng. Tiếp tục gì, copy nó nhanh ha, home nè, about nè, about home, about blog portfolio. Portfolio gì nữa ta? Rồi. Portfolio engine contact. À, thì tại vì mình chưa biết nó link đi đâu, mình để đại dấu thăng thăng thôi, hiểu không? Sau này mình sẽ làm một cái trang about riêng, một trang blog riêng đó, thì mình link nó vô thôi. Tại vì mình chưa biết nó link gì đâu, mình để đại vậy thôi. Rồi mình thêm sự nó ra cái gì ha, đây nó ra như vậy, nó là một cái gì đó rất là bình thường luôn, không có gì đặc sắc hết á. Ok, bây giờ mình bắt đầu CSS cho nó nè. À, thằng này mình nên để font size này, rồi font family. Ok vậy đi. Rồi thứ nhất, rồi thằng này mình cắt nó ra, mình để nó xét luôn tí. Cái cách mình làm á là mình sẽ đi từ cái tổng thể vô cái chi tiết, không có ngồi mình đi style mấy chữ home chữ about trước nha, mà mình sẽ đi tổng thể là sao, mình sẽ đưa cho lên hàng ngang, mình đưa lên hàng ngang xong mình sẽ đổi cái background màu đen, mình đổi chữ màu trắng đó, sau đó mình sẽ đi style thằng housing nè, rồi xong tới những cái chi tiết nhỏ hơn thằng home và những cái border ở dưới. Chứ mọi người đừng có đi vào mà mình làm cái chi tiết nhỏ trước nha,
mình đi làm kiểu home là mình làm cái từ thần trước nó là lâu mà nó không có gọi là nó logic. Cái kinh nghiệm của mình á thì thường là đi từ cái tổng thể và cái chi tiết nó sẽ đơn giản hơn. Rồi thì cái tổng thể của mình ở đây á là mình sẽ đi đưa cho nó lên một hàng ngang trước đó, được chưa? Ok, tổng thể ha. Rồi mình sẽ đưa một cái UL nè, tổng thể này chưa, header này chưa. Thì thằng header này chấm nè, mọi người nhìn nè, mình có chấm header không ta? Vì không, bởi vì header nó một cái class đúng không, một cái tag đúng không, nó là một cái tag, nó là một cái tag nè. Khi mình muốn query selector với một cái tag á thì mình không có chấm header nha, không có làm vậy nha, và mình để header luôn. Okay. Thứ nhất mình muốn đưa một hàng ngang thì phải display gì mọi người, display flag. Rồi flag đúng không, từ từ mình cầm từ từ. Rồi ở đây mình thấy cái thằng home about block portfolio agent này nó mới đọc sao ta, contact nó lại một hàng dọc. Bởi vì sao ta, bởi vì nó là một cái thẻ ULI được chưa, thì mình phải làm gì, mình đưa một hàng ngang luôn. Thì nên nhìn nào, mình đi từ đâu, từ header vô nè, cái thằng nát nè, cái thằng ul đúng không. Rồi header nè, thằng nát nè, thằng ul nè. Thứ nhất mình muốn mất cái dấu chấm này đi là list style gì, list style none, list style none đó. Thứ hai mình muốn cho nó lên hàng ngang thì có là display gì, flag. Rồi ok, bây giờ mình muốn đưa nguyên cái cục home about block này nè, mình đưa nó qua phải, mình đưa nó qua bên phải, hiện giờ nó nằm bên trái đúng không. Bây giờ muốn đưa nó qua bên phải thì phải dùng cái gì ta, cái thằng cha ở ngoài này có phải bây giờ mình dùng cái search define content gì, mình đưa qua hai bên là space between đúng không, cho nhảy qua hai bên đúng rồi. Ủa đi rồi à, để sai gì không. Gì ảo vậy? Từ từ đi, mình cho background trước đi nha. Mình cho một background, background color đi à, màu đen. Và nó cái chữ nó là màu trắng. Color nó màu trắng. Rồi nó sẽ cắt trên dưới một chút xíu, bên phải chút xíu nè. Mình cho một padding nè, padding nè, hai bên vô là 40 pixel nè, trên dưới là mình cho là 24 đi, 16 thôi, 16 pixel. Hai bên vô là, hai bên vô là bao nhiêu ta, hai bên vô là 24 pixel, 40 đi. Rồi 40 phải nó hơi lớn ha, hai bên vô ha, 32 thôi. Ok rồi, chỗ này mình có cái mẹo nhanh hơn à, làm như vậy đó là mình đi tới cái thằng header nap này thôi, cho nó margin left auto. Nó bị cái gì vậy đó, mọi người đợi chỉnh cái màn hình lại nha, nó bị gì á, mất tiêu chữ luôn. Sizing motherbox lại server lại coi, tự nhiên nó mất tiêu chân chữ không hiểu luôn. Rồi có rồi nè, ok. Rồi cái chỗ này nè mọi người, cái chỗ mà thằng này là màu black nè, màu black, màu đen. Rồi đó đẹp đúng không,
Thì hồi nãy á, hồi nãy cái chỗ mà mình đưa cái thằng nè, hồi nãy mình mọi người để ý nha, trong cái thằng header này có hai thằng nhỏ, thằng housing và thằng nap đúng không? Thì bây giờ thằng nap này á, mình dùng flag bình thường thì mặc định nó sẽ dính liền nhau. Đây nè, dùng flag kia nè, được chưa? Rồi nếu như mà chỗ này á, mình dùng có một cách là mình dùng như thế này, đó là mọi người có thể dùng certify content đúng không, space gì space between, được chưa? Thì chỗ này mình bỏ cái này đi, nó cũng tương tự luôn, được chưa? Nếu không có thằng này nè, nó làm sao? Nó đi bên trái đúng không? Mình có thằng này thì nó làm sao? Nó đi vào hai bên. Cách thứ hai là ở cái thằng nap này nè, cái thằng nap này mình cho nó cái margin á, margin bên 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 trái á, có nghĩa là khoảng cách nội dung này với cái lề bên trái nó là auto, mà khi để auto á, nó sẽ hiểu là nó đẩy cái thằng bên này về bên phải luôn. Đó là cách thứ hai mình làm nha. Cách thứ hai như vậy, mình sẽ không dùng này. Nó y chang nhau đúng không? Rồi cái này tùy thôi, mình muốn dùng cái này mình dùng. Thì thôi mình dùng cái thằng check cái content đi cho nó dễ nhớ, nhớ một cái thôi. Thì mình muốn giới thiệu hết. Tại vì sau này khi mình đi phỏng vấn á, người ta đưa một cái use case cụ thể ra, người ta hỏi có bao nhiêu cách làm công việc này, thì mọi người phải nhớ hết bao nhiêu cách đó để mình xử lý. Rồi những cái chữ home, about, blog, portfolio này nó dính liền nhau đúng không? Thì có phải là những cái này là những cái li bên trong không, hoặc là những cái thẻ nắp item này đúng không? Thì bây giờ mình cho nó gì, mình cho nó cái margin cách ra tí thôi đúng không? Nắp item nè, nắp item thì nó là một class cho nên mình có dấu chấm nha. Đây nó là class này chưa, đó có dấu chấm. Mình cho margin bên trái nha, thường cái margin bên trái này mình cho nó là 16 pixel. Rồi ok, đẹp nha. Rồi đẹp nha, giống chưa? À bên này nó cách hơi tí nhiều tí nữa đúng không? Thì mình cho nó cách nhiều tí nữa nè. Mình cho nó là 24 luôn, 20 thôi, 24 thì hơi quá. Rồi đẹp rồi đó. Rồi tiếp theo, tiếp theo thì mọi người có phải là thấy cái độ trong suốt đúng không? Trong suốt thì mình để thằng nào? Thằng cha luôn. Mình cho nó một cái opacity 0.7 thôi. Đây sẽ là độ trong suốt. Đó, nó trong suốt hơn đúng không? Tại vì ở dưới màu trắng á, thì cái màu trong suốt thì nó thấy màu trong xám thôi. Rồi tiếp. Bây giờ cái chỗ này, cái chữ housing này nè, chữ H O U S màu trắng và chữ in này màu xanh. Đó là lý do mình để cái phần in này vô thẻ span. Và tại sao thẻ in này mình không để vô thẻ B mà để thẻ span? Nếu như mình thẻ B thì sao? Đó, mình đặt câu hỏi như vậy. Thẻ B thì có phải là cái chữ in nó xuống dòng không? Nhưng mình không muốn nó xuống dòng thì phải để nó inline đúng không? Để dùng span. Đó là những cái trường hợp cụ thể mà có lúc mình dùng span, có lúc mình dùng thẻ B. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ style cho nó nha. Thứ nhất cái chữ này là nó hơi cách thêm một tí. Rồi ok. Thì nó là con của header nè. Với logo nè. Đúng không? Header xong rồi logo đúng rồi. Tới thẻ B nè. Rồi, thứ nhất là mình cho nó to lên một tí. Cái nó là cái logo mà. Cho nó 32 pixel luôn. Đó. Rồi, mình cho nó đậm lên một tí, cái phong quay là bold. Phong quay là bold, là đậm nè. Bold thôi. Rồi, thứ hai á là cái khoảng cách giữa các chữ nó thưa ra một tí thì dùng cái gì? Dùng letter spacing. Mình cho khoảng cách giữa các chữ là 4 pixel đi ha. Đó, mình nó thưa chưa? Đẹp hơn đúng không? Giống này nha. Rồi cái chữ in á thì nó nằm đâu? Chữ in là thằng span này là con của thằng B đúng không? Thì mình dùng cách này. Mình worry selector của nó thôi. Đó là span nè. Thì cái color của nó khác một tí. Thì ở đây mình cho nó một cái màu xanh xanh này. Thì dùng cái công cụ big màu nè. Đây. Mình big cái màu này. Ra được không ta? Nó nhỏ quá không ra. Màu này đi. Nó cũng giống giống. Ok. Ra cái màu này thử xem nha, giống chưa nha. Ok, nhìn nó giống rồi đúng không mọi người? Đó, y chang rồi. Thì đó là cái mindset khi mình làm một cái layout, mình bay vô mình code liền á, nó chỉ là mình chậm hơn thôi chứ không mình làm nhanh hơn đâu. Khi mọi người lên được một cái idea từ trên xuống dưới rồi á, thì mọi người sẽ thấy cái tổng thể nó như thế nào. Đó, và khi mà mình lên idea rồi là mình nghĩ trong đầu được luôn chỗ nào mình dùng deep, chỗ nào mình dùng b, chỗ nào mình dùng span. Có nghĩa là mình sẽ đi vẽ cái nhà trước khi mình xây cái nhà. Ví dụ mình xây cái nhà xong đi mà mình thấy nó xấu quá, mình muốn sửa phải đập nó đi không? Nó mất thời gian không? Còn cái việc mình vẽ xong á là mình có một kiến trúc rồi. Thì
thì mình đi xây nó sẽ nhanh hơn đúng không? Đó, đó là cái công dụng mà mình sẽ lên một cái idea trước khi mình code. Đó. Rồi, cái thứ hai á, là bây giờ mình sẽ thấy cái thằng home này của mình và cái thằng housing này nè là con của thằng header. Nguyên cái cục nhỏ này và logo là con của header. Và thằng header mình mới dùng display flag và justify content là canh theo chiều gì? Chiều dọc đúng không? Thì nó mới có canh theo chiều dọc thôi. Mà bây giờ nhìn nó bị lệch nè. Thì đó là lúc cái thằng align hay tầm nó phát huy tác dụng. Mình muốn nó canh theo chiều ngang thì phải nằm giữa thì phải gì? Phải center đúng không? Center. Đó. Đẹp liền. Ok. Trong vòng cỡ 10 phút thôi mình làm được cái nắp navigation bar rồi đó. Nhìn giống không? Khá khá giống đúng không? Rồi, cái tiếp theo là nhà cái chữ home, chữ plot about này nó cũng cách ra một tí nè. Thì mình cho nó một cái li ở đây. Letter spacing. Mình cho nó 2 pixel đi. Đó, cắt ra miếng rồi đó, đẹp hơn á. Ok nha. Rồi, ok. Tiếp theo đó là cái dấu gạch chân bên dưới này. Cái dấu gạch chân bên dưới này á thì chẳng qua nó chỉ là cái border bottom thôi. Cái border này là của cái thằng LI này nè. Border này là của thằng này. Border bottom nè. Đúng không? Thằng này nè. Nguyên này nè. Đó. Border bottom. Nó cỡ mọc 1 pixel thôi. Solid. Màu trắng đúng không? Màu trắng thì là gì? Màu trắng á, thì nếu như theo mã màu á, nó chữ F nha. 6 chữ F. Hôm nào mình sẽ nói về mã màu cho mọi người nghe. Rồi, ok, nhìn nó good rồi đúng không? Nhưng mà nó dính liền quá, thấy không? Nó dính liền quá. Thì bây giờ mình sẽ cho nó xích dưới một tí. Xích dưới một tí nha. Hay là mình muốn cho nó dài dài hai bên ra một tí, cho cái padding hai bên nè. Padding hai bên mình cho nó tầm khoảng trên dưới là 0 nè. Padding hai bên mình cho nó thêm 4 pixel nữa. Sẽ dài hai bên ra, thấy không? Đó. Nó dài hai bên ra nè. Nhìn lại nha. Chưa padding nè. Có padding nè. Nó dài ra. Bây giờ muốn cho đẩy nó xuống dưới một tí thì mình dùng cái padding gì? Padding padding bottom. Padding bottom. Cho nó xuống tí nữa cỡ 8 pixel đi. Còn nó xuống hơi nhiều tí rồi. Ok đẹp. Bị gì nữa rồi đó. Rồi, đẹp nha. Rồi, ở đây mình muốn khi mình hover vô thì nó sẽ đổi sang màu xanh này. Đó, đổi sang màu xanh này. Thì cái ID mình làm sao? Khi mình hover đổi màu xanh, mình hover là mình hover cho cái thằng nắp bài tầm này đúng không? Thì mình copy lại nguyên cục này. Rồi, mình đi xuống đây. Mình bấm cái hover cho nó. Hover nè. Thứ nhất là mọi người muốn cho nó đổi màu xanh thì bấm color chữ màu xanh. Màu chữ là color nha. Rồi, ở đây. Màu xanh. Đó. Thử nè. Rồi, khi mình hover vô mới có cái màu sữa màu xanh nè. Mình muốn cái border màu xanh luôn. Thì mình làm sao? Mình hover vô này đúng không? Thì rồi, mình sẽ cho thêm cái border bottom luôn, màu xanh luôn. Đi xuống. Ok nha mọi người. Bây giờ có phải cái độ chuyển giai đoạn nó hơi nhanh không? Mình muốn cho nó có một cái sự transition, một cái animation. Thì mình sẽ thêm cái animation này vào cái chưa hover. Animation là transition nè. Mình tắt cả luôn. Và cái độ thay đổi 0.3 giây. Thử nha. Đó, nó mượt hơn đúng không? Nè. Nè, thử chưa có con này nè. Đó, là nhanh nè, thử có con này nè. Nó mượt hơn rồi chưa? Rồi, good. Thì ở đây nó sẽ có một trường hợp. Có phải là mình sử dụng cái màu này quá nhiều chỗ không? Mình dùng nó quá nhiều chỗ. Như vậy làm sao để mình ghi nhớ cái màu này đơn giản hơn? Thì có phải là khi con người ta nhớ nhau bằng cái tên nó dễ hơn đúng không? Thì mình sẽ cho cái màu này bằng một cái tên. Thì cách cho vì chữ root nè. Cái màu này mình cho nó gọi là primary color đi ha. Primary color. Đây là cách đặt tên biến trong CSS á.
primary. Các tập tôi biến sao? Thứ nhất là mình để chữ root nè, dấu hai chấm nè. Root nghĩa là cái tập cái tổng á, cái lớn á. Rồi mình cho hai dấu gạch ngang, mình cho cái tên vô. Primary, cái tên này tùy nha, muốn cho gì cho. Rồi mình sẽ đưa cái màu này lên đây. Đó, đưa cái màu lên đây. Đó. Rồi, chỗ nào mình muốn dùng cái màu này, mình pass cái màu đó vô thôi là xong. Mình ghi gì? Va nè. Mình đưa cái thằng primary color vô nè. Gợi ý thấy không? Đó. Là tương tự. Nhìn nó dễ hơn, mọi người không cần phải nhớ nó nhiều lần nữa. Mình chỉ nhớ là cái tên nó như vậy thôi là xong. Rồi ok, nó vẫn như vậy thôi, đâu khác gì đâu. Nó vẫn là đó. Được chưa? Đó. Đúng không? Rồi ok. Rồi, giờ xong cái thằng Navigation 3, có ai hỏi gì không ta? Mọi người nắm kịp không? Có hơi nhanh quá không? Rồi. À, mấy bạn khác sao? Lớp ít tương tác quá. Ok. Phúc sao Phúc? Thanh, Chí. Ok, mình tiếp đi nha. Rồi, ok, tiếp tục. Khoan, lại lưu nó lại cái. Mỗi cái là một clip riêng đi.